Chào mừng các bạn đến với kênh Sức Khỏe và Làm Đẹp. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 bộ phận của đàn ông càng đen, chứng tỏ thận hư, thận yếu. Nếu không có thì xin chúc mừng bạn nhé. 1. Tai thâm đen, vùng tai không còn hồng hào mà trở nên xám xịt là biểu hiện của thận khí không đủ. Vì y học cổ truyền cho rằng tai có liên quan đến thận. Thận bị suy yếu, lúc này nam giới thường có kèm theo các triệu chứng như giảm thính lực, ù tai, chóng mặt. Hầu hết những người có tai thâm đều nhạy cảm với lạnh, tuần hoàn trong cơ thể kém. 2. Quầng mắt thâm đen, nhiều người cho rằng quầng thâm dưới mắt là do thức khuya. Nếu không thức khuya mà mắt vẫn thâm quầng thì rất có thể thận của bạn có vấn đề. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố, có khả năng do chức năng thận suy giảm, không thể làm tốt công việc đào thải. 3. Vùng trán trở nên xám xịt, người xưa quan niệm rằng vùng trán mà trở nên xám xịt thì điềm xui rủi sẽ đến. Một phần nguyên nhân của quan niệm này có thể là do trán là bộ phận phản ánh tình trạng sức khỏe của các cơ quan nội tạng rõ ràng nhất. Khi cơ quan nội tạng bị tổn thương sẽ xuất hiện dấu hiệu trực tiếp trên trán, khiến trán chuyển màu, trở nên xám xịt. Nguyên nhân phần lớn là do gan nóng quá mức, cũng có thể do thận hư. Khi hiện tượng này xảy ra ở trán, chúng ta phải chú ý thêm những dấu hiệu bất thường khác của cơ thể, đồng thời dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe. 4. Môi thâm đen, môi của nhiều người có vẻ hồng hào và bóng mượt. Nhưng khi chức năng thận bị tổn thương, chất độc không thể thải ra ngoài kịp thời có thể ảnh hưởng tới sắc tố trên môi. Điều này khiến màu môi ngày càng trở nên xám xịt, lộ rõ màu thâm đen. Nếu tình trạng kéo dài, bạn nên chú ý xem đó có phải là vấn đề về thận hay không. Các bạn có thể tham khảo video dấu hiệu cảnh báo sức khỏe thận yếu trên kênh để tìm hiểu thêm về các cách để giữ cho thận của bạn khỏe mạnh và các món ăn giúp bổ thận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hy vọng với những chia sẻ trên các bạn sẽ biết thêm được nhiều kiến thức về sức khỏe. Chúc cả nhà luôn khỏe và đẹp nhé!